Xin chào các bạn, chúng ta đang quay trở lại với điểm tin KBIT vào cuối ngày trên KBIT 24 giờ, kênh cập nhật tin tức nhanh nhất về các sao Hàn. Và hôm nay có những thông tin gì đáng chú ý, chúng ta cùng theo dõi ngay sau đây. Blackpink bám đuổi siết sát BTS trong bảng xếp hạng thương hiệu. Lisa Blackpink đã hỗ trợ những gì cho SHOMI trong lần comeback này? Em trai Blackpink thả thính fan đúng 3 giây vũ đạo, người hâm mộ vội mắng YG với lý do ai nấy cũng đều đồng cảm. Jui vẫn giữ tương tác với cựu thành viên của Momoland trên mạng xã hội. Tài khoản Instagram ảnh phim của Jennie như một nhật ký du lịch thu nhỏ, từng nơi Blackpink đi qua đều được ghi lại đầy chất nghệ. Blackpink bám đuổi siết sát BTS trong bảng xếp hạng thương hiệu. Với màn comeback bùng nổ, Blackpink đã có số điểm thương hiệu vượt cao hơn so với những tên tuổi khác. Sáng ngày 25 tháng 7, Viện Nghiên cứu Kinh doanh Hàn Quốc công bố kết quả bảng xếp hạng giá trị thương hiệu dành cho 100 nhóm nhạc thần tượng đang hoạt động. Bảng xếp hạng được dựa theo các tiêu chí như tần suất tham gia hoạt động, mức độ phủ sóng trên truyền thông, chỉ số mạng xã hội và độ nhận diện trong cộng đồng. Dữ liệu thu thập từ 24/6 đến 24/7, so với 105.591.946 chỉ số dữ liệu của tháng 6, số liệu tháng này giảm 1,22%. BTS dẫn đầu với tổng điểm giá trị thương hiệu là 10.973.562. So với tháng 6, chỉ số tháng này giảm 13%. Những từ khóa xếp hạng cao về BTS là Billboard, Oricon, Gnet, v.v. Nhóm nhạc nhà Big Hit nhận 76,2 tỷ lệ phần trăm phản ứng tích cực của người dùng mạng. Bám sát BTS là Blackpink với 10.083.574 điểm giá trị thương hiệu. Với màn comeback bùng nổ, girl group nhà YG đã bám đuổi siết sao vị trí quán quân, đạt số điểm lớn và có khoảng cách khá xa với những tên tuổi xếp dưới. So với tháng 6, chỉ số tháng này của Blackpink tăng 29,46%. Vị trí thứ 3 thuộc về Red Velvet. Girl group nhà SM đạt chỉ số danh hiệu 3.938.857 điểm, tăng 37,31% so với tháng trước. Twice xếp vị trí thứ 4 với 3.663.161 điểm, giảm 38,48%. Vị trí cuối cùng trong top 5 thuộc về IZONE, 3.659.014 điểm. Lisa Blackpink đã hỗ trợ những gì cho SHOMI trong lần comeback này? Lisa Blackpink là người đã giúp SHOMI đưa ra quyết định quan trọng cho vũ đạo mới lần này. Chính giọng ca Birthday đã tiết lộ thông tin thú vị đó qua một chương trình radio. Theo đó, Zion T, người anh thân thiết cùng công ty và cũng là người dẫn dắt chương trình, đã cùng SHOMI bàn luận về đĩa đơn mới có tên What You Waiting For vừa mới phát hành của cô. Nam ca sĩ đặt ra nghi vấn về việc có phải SHOMI đã gặp một chút khó khăn về vũ đạo hay không, bởi anh đã xem được điều đó trên YouTube. Đồng thời, Zion T cũng hỏi về những lời khuyên cụ thể mà Lisa Blackpink đã đưa cho SHOMI trong quá trình hoàn thiện vũ đạo trình diễn. SHOMI giải thích, chị Lisa đã nói với em rằng cái này chắc chắn rồi, có vẻ như có một thứ gì đó trong vũ đạo lần này thu hút chị ấy. Lisa nói rằng nó tốt hơn vũ đạo của Birthday. Thật ra có đến hai sự lựa chọn cho vũ đạo và Lisa đã cho em một ý kiến dứt khoát trong khi em vẫn còn đang phân vân. Bởi thế nên em đã quyết định theo lựa chọn của chị ấy, đó là một lời khuyên hữu ích. Ngoài ra thì còn có những câu hỏi như khoảnh khắc hạnh phúc nhất gần đây của SHOMI là gì? Nghệ sĩ em út của The Black Label đã trả lời rằng đó là thời điểm teaser đầu tiên được phát hành. Được biết trong lần trở lại này, có đến tận 2 trong số 3 teaser là sản phẩm quay độc lập khác hẳn MV. Khi nhìn thấy teaser đầu tiên, SHOMI thật sự xúc động khi nhớ lại khoảng thời gian chuẩn bị nó. Vừa mới đây, SHOMI đã chính thức comeback trở lại với single mới What You Waiting For do chính tay cô nàng tham gia vào viết lời và sáng tác. Ngoài ra, nữ ca sĩ cũng đã thực hiện bước ký kết hợp đồng cùng với Interscope Records để quảng bá ở thị trường quốc tế. Em trai Blackpink thả thính fan đúng 3 giây vũ đạo, người hâm mộ vội mắng YG với lý do ai nấy cũng đồng cảm. Trong tập cuối cùng của Share the Map lên sóng vào ngày 24 tháng 7, em trai Blackpink đã kịp tiết lộ một đoạn cực ngắn của vũ đạo mới, khiến người hâm mộ khóc ròng vì chưa kịp ngắm cho đã mắt. Treasure, em trai Blackpink đã đến gần ngày ra mắt sau bao lần công ty hứa lèo. Để các anh chàng và fan có thể tương tác trước khi debut, chương trình thực tế về cuộc sống hàng ngày của Treasure là Treasure Map được phát sóng trên kênh YouTube chính thức của nhóm. Thông qua chương trình, người hâm mộ sẽ có cơ hội được thấy một ngày làm việc, luyện tập, sinh hoạt và những câu chuyện mặn mòi của Treasure. Treasure Map tập 28 và cũng là tập cuối của chương trình đã lên sóng.
Giờ là lúc Treasure tập trung vào hoàn toàn việc luyện tập và chẳng bao lâu nữa nhóm sẽ ra mắt công chúng. Tập 28 cũng là những cảnh quay vô cùng đời thường nhưng cũng không kém phần giải trí của 12 chàng trai. Nhóm vẫn đi tập, luyện thanh nhạc, học ngoại ngữ, nhưng điều gây chú ý nhất suốt tập phim dài gần 30 phút chính là 3 giây spoil không thể có tâm hơn từ nhóm. Biết là sân khấu debut rất quan trọng và cần phải được giữ bí mật, nhưng phận làm fan thì ai chẳng muốn hóng dù chỉ một ít. Nhưng Treasure quả nhiên là báu vật, đâu có thể dễ dàng khoe ra tất cả cùng xem trước. Chẳng thế mà màn thả thính vũ đạo bí ẩn tới cỡ này liên tục viết chú thích nhấn mạnh đang tập vũ đạo cho ca khúc debut nhưng lại che không trượt phát nào, khiến fan ngồi xem có được 3 giây mà chỉ biết cào phím, xin YG cho nhóm quay thêm 30 tập nữa. Joey vẫn giữ tương tác với cựu thành viên của Momoland trên mạng xã hội. Mặc dù vướng nhiều lùm xùm về thái độ với các tiền bối, nhưng Joey lại gây bất ngờ vì vẫn giữ tương tác với cựu thành viên của Momoland. Momoland là nhóm nhạc nữ thế hệ Gen 3 K-pop. Ban đầu, nhóm debut với đội hình 9 người. Tuy nhiên, cuối năm 2019, hai thành viên là Taeha và Yeongu chính thức rời nhóm khiến fan tiếc nuối. Đến tháng 5 năm 2020, thành viên Daisy cũng rời nhóm, nên Momoland hiện tại chỉ còn 6 thành viên. Mặc dù không còn hoạt động chung, nhưng fan nhận thấy thành viên Joey vẫn tương tác với Taeha trên mạng xã hội. Điều này cho thấy tình cảm giữa hai cô nàng vẫn luôn tốt đẹp. Sau khi rời Momoland, Taeha cũng mở tài khoản Instagram cá nhân. Nữ thần tượng thường xuyên cập nhật những hình ảnh cuộc sống thường ngày với fan hâm mộ. Theo dõi các bài đăng của Taeha, fan phát hiện Joey vẫn luôn thả tim của cựu thành viên Momoland dù cả hai không follow lẫn nhau. Người hâm mộ suy đoán rằng có thể cả hai cô gái đều chọn chế độ ẩn theo dõi. Được biết trước khi Taeha rời nhóm, cô có mối quan hệ thân thiết với Joey. Người hâm mộ thường thấy các màn tương tác tình cảm của cả hai trong mỗi sự kiện. Ngoài ra, fan cũng đánh giá Joey là cô gái sống tình cảm, luôn giữ nguồn năng lượng tích cực cho Momoland. Nửa năm kể từ ngày rời Momoland, Taeha vẫn chưa có hoạt động chính thức nào. Nữ thần tượng chỉ giữ tương tác với fan thông qua các bài đăng trên Instagram. Biết người hâm mộ đã chờ đợi quá lâu, Taeha mới đây đã thông báo về màn comeback của mình. Nữ idol chia sẻ, Taeha cuối cùng đã bắt đầu YouTube, hẹn gặp lại vào mỗi thứ tư và chủ nhật lúc 9 giờ. Theo dõi và thích được không? Nếu bạn đặt thông báo, bạn có thể là người đầu tiên xem video của Taeha. Vì không có thông tin nào liên quan đến ca khúc solo của Taeha, nên fan đoán rằng cô sẽ thực hiện vlog. Kể từ khi không còn là mảnh ghép của Momoland, Taeha vẫn cập nhật những điều mới mẻ lên mạng xã hội. Netizen cho rằng cô không còn áp lực khi hoạt động với nhóm và quyết định tách ra solo cũng khiến cô thoải mái và vui vẻ hơn. Quyết định rời nhóm của Taeha từng làm người hâm mộ tiếc nuối, lo lắng cho việc giữa các thành viên có mâu thuẫn. Dù vậy, Taeha khi mở Instagram đã nhanh chóng để lại lời nhắn trấn an fan. Cô chia sẻ khoảng thời gian hoạt động với Momoland luôn có ý nghĩa và cô luôn trân trọng điều đó. Taeha viết, là một thành viên của Momoland, tôi đã nhận được rất nhiều tình yêu và tôi thật sự hạnh phúc vì có mọi người bên cạnh. Trong suốt khoảng thời gian hoạt động cùng nhóm, tôi đã cảm nhận trải nghiệm được nhiều điều tôi chưa từng biết tới. Tôi rất biết ơn vì điều đó. Cảm ơn các bạn vì đã bên cạnh tôi và giúp tôi tỏa sáng. Nữ thần tượng cũng khẳng định sẽ không quên ân tình nhận được từ Momoland và đông đảo người hâm mộ. Taeha nhắn nhủ, hãy chờ đợi tôi thêm chút nữa và luôn theo dõi tôi. Cảm ơn các bạn. Tài khoản Instagram ảnh phim của Jennie như một nhật ký thu nhỏ. Từng nơi Blackpink đi qua đều được ghi lại đầy chất nghệ. Có lẽ hiếm idol nào mà lập tài khoản Instagram phụ mà đầu tư như là Jennie. Ngay từ khi được thành lập, chiếc Instagram thứ hai đã thể hiện tình cảm và sự tâm huyết của Jennie dành cho những tác phẩm của mình và với các Blink khi được công bố vào ngày 8 tháng 8 năm 2019, kỷ niệm 3 năm debut của Blackpink. Đặc biệt hơn nữa, bức ảnh đầu tiên được Jennie đăng tải lên tài khoản này vào ngày 12 tháng 5 năm 2019, tức là đúng 88 ngày so với ngày kỷ niệm debut. Tài khoản Instagram thứ hai này có tên là Đôi Mắt của Nini. Đúng như vậy, tài khoản thứ hai này tựa như một quyển nhật ký, ghi lại những khoảnh khắc đời thường nhất thông qua những tấm ảnh phim xoay quanh cuộc sống của cô và Blackpink. Cho đến nay, 80% những bức ảnh đều là random shot trong những chuyến đi lưu diễn, dạo chơi, khám phá nước ngoài của Jennie. Có lẽ Paris, Pháp, Amsterdam ở Hà Lan, California của Mỹ là nơi gợi nhiều cảm hứng cho Jennie. Chủ yếu những bức ảnh phim đã được đăng tải là chụp tại những địa điểm trên. Vốn có gu nghệ thuật, sự hoài cổ của ảnh phim tô điểm thêm cho khả năng nhiếp ảnh tinh tế của Jennie. Những bức ảnh ngẫu hứng nhưng lại tràn đầy cảm xúc, đặc biệt là với Blink. Thi thoảng Jennie Kim sẽ đăng tải một loạt ảnh mới,
mỗi tấm gợi lại một quãng thời gian đáng nhớ dọc theo những nơi mà Blackpink đặt chân đến. Jennie đã đến The Metropolitan Museum of Art trong chuyến New York của Blackpink hồi tháng 4 năm 2019. Đây là nơi diễn ra sự kiện Met Gala của giới nghệ sĩ toàn cầu. Chuyến đi này cũng đánh dấu lần lên sóng The Late Late Show with James Corden của Jennie. Tháng 5 năm 2019, Blackpink tiếp tục vi vu đến California. Jennie đã đăng tải loạt ảnh chụp ngẫu hứng tại thành phố biển này. Quãng thời gian Blackpink tham dự lễ hội âm nhạc Coachella với tư cách nghệ sĩ biểu diễn. Thời điểm đó, tên tuổi của các cô gái đã được biết đến nhiều hơn tại Mỹ. Thông qua những bức hình này, có lẽ gọi Jennie là nhiếp ảnh gia được rồi. Các bạn vừa quan tâm theo dõi điểm tin K-Beat vào cuối ngày trên K-Beat 24 giờ, kênh cập nhật nhanh nhất tin tức về các sao Hàn. Đừng quên nhấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để luôn luôn được cập nhật nhanh nhất những thông tin của các sao Hàn đến từ K-Beat 24 giờ nhé.